Đây các bạn nhìn lên màn hình, các bạn sẽ thấy được đây là cái phần trình bày của bạn Võ Giáp Tướng Vĩ về cái dược lực học và dược lão học pharmacology. Thực ra từ dược lực học không phải là tiếng Việt, đây là tiếng Hán. Và từ dược động học cũng không phải là tiếng Việt, đây là tiếng Hán. Và các bạn nhìn vô trong cái hoạt đơn pharmacodynamics và pharmacokinetics cũng không phải là tiếng Anh, mà gốc của nó là tiếng Latin Hy Lạp. Như vậy cái người bác sĩ Việt Nam học từ tiếng Tàu và được chua trong cái hoạt đơn là tiếng Latin Hy Lạp, được diễn dịch thông qua tiếng Anh và tiếng Pháp, hoàn toàn không hề có tiếng Việt ở đây. Như vậy người ta hỏi sinh viên y khoa sẽ học như thế nào khi toàn là tiếng Hán rồi Latin Hy Lạp, tiếng Việt không có. Khi các bạn gặp từ dược lực học không phải tiếng Việt, pharmacodynamics không phải tiếng Việt, dược động học không phải tiếng Việt, pharmacokinetics cũng không phải tiếng Việt. Như vậy người sinh viên sẽ nhớ như thế nào? Để dễ nhớ cho các bạn, thầy dặn cho các bạn một cách học, đó là khi các bạn gặp từ dược lực học, các bạn quên nó đi vì nó là tiếng Hán, bỏ qua luôn. Còn pharmacodynamics, các bạn chỉ nhớ giùm thầy nó là BD. BD. BD là sao? Là cơ chế tác dụng của một thuốc. Dược lực học các bạn quên nó đi bởi vì nó không phải là tiếng Việt, nó là tiếng Hán. Pharmacokinetics các bạn nhớ cho thầy nó là BK. BK là sao? Là đi đâu về đâu. Có nghĩa là viên thuốc đó nếu các bạn chích vào mông thì các bạn hỏi cái mũi thuốc sau khi vô mông xong nó sẽ đi đâu về đâu. Chừng nào chúng ta sẽ tiểu ra, chừng nào chúng ta sẽ đi cầu ra, và tiểu ra dưới dạng gì, đi cầu ra dưới dạng gì. Cái mũi thuốc đó uống hay chích đó nó sẽ đi đến cái mô đó bằng cách nào. Thí dụ như chúng ta bị nhức răng và bây giờ chúng ta uống một viên thuốc nhức răng, sau khi uống xong khoảng 15 phút sau ta hết nhức răng thì ta hỏi cơ chế tác dụng của viên thuốc đó là gì thì ta gọi nó là BD. Và ta hỏi chừng nào ta sẽ đi tiểu cái viên thuốc đó ra, ta gọi đó là BK. Chừng nào ta sẽ đi cầu viên thuốc đó ra, ta gọi nó là BK. Và nếu viên thuốc đó uống cùng với một viên thuốc khác thì hai cái loại thuốc đó có tương tác với nhau hay không, tăng thêm tác dụng hay giảm đi tác dụng thì ta gọi đó là BK. Thế rồi, như vậy thay vì học tiếng Hán dược lực học, thay vì học tiếng Hán dược động học, các bạn quên tiếng Hán đó đi. Thay vì học pharmacodynamics, pharmacokinetics, các bạn lại dịch ngược trở lại dược lực học, dược động học, không có ích lợi gì cả. Vì chúng ta chỉ chuyển ngữ từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác, từ tiếng Latin Hy Lạp sang tiếng Hán, hoàn toàn không có ích lợi gì cho người Việt Nam cả. Do đó, một sinh viên y nên nhớ rằng chúng ta có quá nhiều môn học. Chúng ta có 9 môn cửu dương thần công: giải phẫu, sinh lý, sinh hóa, vi sinh, mô phôi, ký sinh trùng, giải phẫu bệnh, dược lý, miễn dịch, sinh lý bệnh. 3 năm đầu là người sinh viên y tơi tả. Sau đó chúng ta lại còn rất là nhiều môn nữa, đó là nội ngoại sản, nhi nhiễm, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, đông y, gây mê, còn mấy chục môn nữa. Như vậy để trở thành một người bác sĩ 6 năm quá ngắn không đủ, và chúng ta phải học rất nhiều ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Hán đóng một vai trò quan trọng mà thầy trò chúng ta thì không viết được và cũng không hiểu được tiếng Hán. Tại sao phải học tiếng Hán ở đây? Rõ ràng nền giáo dục y khoa của Việt Nam luôn luôn đang bị vướng mắc trong một cái chương trình, giáo trình và thậm chí các cái ngôn ngữ được sử dụng cũng chưa thống nhất được từ Lạng Sơn cho tới Phú Quốc.